Đối với chào khán giả của VTV, sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô với Nguyễn Văn Khanh. Hôm nay là ngày thứ hai 20 tháng 7 năm 2020. Từ Lý Đô Sài Gòn, xin chào anh Nguyễn Văn Khanh ở thủ đô Washington, thủ đô Hoa Kỳ. Có gì lạ không anh? Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của người VTV. Gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Đương nhiên là thủ đô bao giờ cũng có chuyện lạ cả. Chuyện là đầu tiên mà chúng tôi muốn thưa cùng với lại anh và thưa cùng quý vị khán thính giả của người Việt TV là sáng ngày hôm nay Thượng viện và Hạ viện sau 3 tuần lễ nghỉ hè họ đã bắt đầu làm việc trở lại. Và xin nhớ rằng là họ chỉ làm việc trở lại cũng chỉ trong vòng 3 tuần lễ nữa mà thôi. Sau đó là đến tháng 8 là tháng nghỉ hè và năm nay thì lại đặc biệt hơn nữa. Sau tháng nghỉ hè đến thời gian vận động tranh cử. Thành ra là giống như là ông Mitch McConnell tuyên bố với lại báo chí hồi sáng ngày hôm nay. Những gì mà cần làm là phải làm ngay trong vòng 3 tuần lễ nữa. Trong đó cái chuyện quan trọng nhất vẫn là gói kích cầu kinh tế. Hiện tại bây giờ thì ông chỉ hứa rằng là chắc chắn là sẽ xong trước khi chúng tôi đi nghỉ hè. Nhưng mà ông không nói rõ rằng là ở trong gói kích cầu mà phía bên Thượng viện Cộng hòa đưa ra là gồm những gì. Cho đến giờ phút này thì ông không cho biết là đến ngày nào thì ông sẽ công bố. Nhưng mà người ta dự đoán là có lẽ rằng là từ bây giờ cho đến cuối tuần thì mọi chuyện sẽ xong. Chuyện thứ nhì nữa là cái câu chuyện từ Tòa Bạch Ốc. Thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, chúng ta thấy là trong một thời gian rất là dài, ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xuất hiện trong cuộc họp báo để nói về coronavirus, tức là COVID-19. Khoảng 6-7 tuần lễ này thì ông ngưng. Và bây giờ thì ngày hôm nay thì ông Trump trả lời một câu hỏi của báo chí. Thì Tổng thống Hoa Kỳ bảo rằng là ngày mai thì ông lại bắt đầu, ông lại họp báo lại. Tôi nghĩ rằng là có nhiều lý do để cho ông quyết định đưa đến cái cuộc họp báo. Lý do thứ nhất là ông thấy đó là một cái lợi thế bởi vì ông xuất hiện ở trên truyền hình và người dân Hoa Kỳ nhìn thấy ông hàng ngày, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là ông cũng hiểu rằng là cái tình hình corona nó muốn một ngày một khó khăn hơn. Thành ra là bởi vậy cái sự xuất hiện của ông có thể là một cái dấu hiệu để trấn an người dân Hoa Kỳ. Và đó là điều mà phía bên Đảng Cộng Hòa mong muốn. Đó là điều mà ngay chính Ủy ban vận động tranh cử của ông cũng mong muốn. Và cái chuyện thứ ba là cái câu chuyện liên quan đến bầu cử. Hôm thứ sáu vừa rồi, thưa cùng với anh Đỗ Dũng và thưa quý vị, là anh ca sĩ Kanye West, anh đi vận động tranh cử ở tại tiểu bang South Carolina. Trong cái cuộc vận động tranh cử này thì anh có được kể là một câu chuyện rất là hay. Anh nói rằng là cái khi mà mẹ anh mang bầu anh thì là bố anh cũng muốn bỏ. Đến khi mà anh lập gia đình với cô vợ thì là người vợ báo tin là anh ơi em có bầu rồi. Thì anh cũng vẫn chưa, lúc đó là cái thời gian anh không muốn có con. Nhưng mà cuối cùng thì anh nghĩ rằng là mẹ anh đã đúng, làm rất là đúng. Và khi mà giữ lại để sau đó cho anh chào đời. Và anh cũng nghĩ rằng là anh đã làm cái điều đúng, là anh đồng ý với vợ anh rồi sau đó những đứa con nó chào đời. Và anh bảo rằng là cái chuyện phá thai nó là một cái câu chuyện không phải dễ dàng giải quyết. Mà chúng ta nên hỗ trợ cho những người mà họ đang nghĩ đến cái chuyện phá thai phải làm sao để cứu họ. Cứu bằng cách nào? Anh bảo là quý vị yên tâm. Quý vị bầu kỳ bầu cử vào ngày 3 tháng 11 tới đây. Quý vị bỏ phiếu cho tôi. Nếu tôi đắc cử tổng thống thì cứ mỗi một người mỗi một lần sanh con thì tôi sẽ quốc gia sẽ tặng cho bà bầu $1 triệu. Đó là cái điều mà anh hứa. Anh cũng còn hứa một cái chuyện thứ nhì nữa. Anh bảo là cái trường hợp về marijuana, tức là một loại thuốc mà cho đến giờ phút này thì là chính phủ liên bang mới coi là bị cấm đoán. Thì anh bảo rằng là cần sa là cái thuốc không có điều gì mà gây trở ngại thiệt hại cho ai cả. Thành ra là anh bảo rằng là nếu anh làm tổng thống thì anh cũng sẽ ban hành một cái sắc lệnh cho phép người dân được quyền hút marijuana, tức là hút cần sa miễn phí. Đó là những chuyện mà chúng tôi ghi nhận được từ ngày thứ sáu cho đến ngày hôm nay. Và bây giờ xin phép được trở lại California với bạn Đỗ Dũng. Anh Khanh ơi, cái chuyện mà ông cái dân West mà vận động tranh cử vậy là thấy không thắng nổi rồi. Tôi nghĩ là ông hay nhất là ông nên chọn cô Paris Hilton làm ứng cử viên phó tổng thống. Rồi sau khi mà đắc cử đó, tôi cưới cô Paris Hilton luôn. Thì nghe nó có bộ hay hơn, người ta sẽ bỏ phiếu nhiều hơn. Không biết có điều đó có đúng hay không thì không biết. Nhưng mà đó là cái bàn dân thiên hạ đang bàn như thế. Chúng ta trở vào chương trình ngày hôm nay thì thưa quý vị, chúng ta biết COVID-19 bây giờ đang gia tăng ở các nơi, đặc biệt là các tiểu bang miền Nam như Florida, Texas, Arizona, California. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump vì đó là Trump cho nên là vẫn bình chân như vậy, không có
gọi là quan tâm đến nhiều, mà ông còn nói luôn là chẳng có gì hết, thậm chí ông còn bảo là bớt bớt xét nghiệm đi, vân vân vân, thì ông vẫn tiếp tục yêu cầu phải mở cửa trường học, phải mở cửa nền kinh tế, vân vân. Thì trong những ngày qua ta ghi nhận đó là bên phía một đầu số đồng minh Cộng hòa của ông bắt đầu là họ né cái chuyện này, họ không muốn nói chuyện với ông nữa, họ bảo là tổng thống kỳ quá, bây giờ họ đi tìm cái người khác, đó là ông Mike Pence, bởi vì ông Mike Pence là ít nhất cũng có đeo khẩu trang nhiều hơn ông Trump, đó, ông Trump có đeo mà đeo ít hơn. Và bây giờ một số thống đốc tiểu bang Cộng hòa, ví dụ như bên Utah, Arkansas, Missouri, vân 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 vân, họ thường xuyên nói chuyện với ông Mike Pence. Thì thưa anh Khanh, chuyện này có ảnh hưởng gì đến chuyện tái đắc cử của Tổng thống Trump hay không, khi mà bây giờ giống như là có một cây trong chính quyền ông có cái chống lên xuôi kẻ thành quốc. Tất nhiên những thống đốc này họ không có lên tiếng, họ chống ông Trump, nhưng mà họ lại đi đường vòng để họ nhờ cái sự giúp đỡ của tòa ốc qua ông Mike Pence. Anh nghĩ sao về cái chuyện mà lạ kỳ như thế này? Tôi nghĩ rằng là cái chuyện này là cái chuyện mà thú thật với anh Đỗ Dũng. Cảm ơn anh Đỗ Dũng đã đặt câu hỏi này. Thú thật là ở Washington thì không ai ngạc nhiên cái chuyện đó. Tức là các vị thống đốc Cộng hòa, những thượng nghị sĩ Cộng hòa, họ gặp riêng nhau, họ bàn riêng với nhau, họ bàn riêng với Mike Pence, chứ họ không muốn gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Anh Đỗ Dũng vừa đưa ra cái thí dụ của các vị thống đốc Cộng hòa. Tôi xin được góp với anh Đỗ Dũng những cái thí dụ liên quan đến các vị thượng nghị sĩ Cộng hòa. Câu người đầu tiên là chúng ta ai cũng biết, đó là thủ lãnh của Đảng Cộng hòa, tức là ông chủ tịch khối đa số là ông Mitch McConnell. Ông Trump bảo đừng có lo, từ từ là nó cũng xong hết. Ông Mitch McConnell bảo với anh em nhà báo rằng là không, khi nào mà chúng ta phải có vaccine thì mọi chuyện nó mới yên. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là ông Alexander là người chủ tịch của Ủy ban Giáo dục và Y tế. Ông Alexander, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bảo là nếu quý vị, những tiểu bang nào không mở cửa trường học thì là chúng tôi, nghĩa là ông sẽ ban hành những cái biện pháp gắt gao, kể cả chuyện là cắt tài trợ liên bang, vân vân và vân vân. Ông Alexander bảo rằng là tất cả các trường học, tất cả các học khu, tất cả những sở học tránh ở tại nước Mỹ, họ đều cần sự hỗ trợ của chính phủ liên bang. Và cái đề nghị của ông đưa ra là như thế nào? Ông sẽ đề nghị với lại ông Mitch McConnell là trong cái bản EAD, trong cái dự luật liên quan đến gói kích cầu kinh tế sắp đến, sẽ có cái số tiền 75 tỷ đô la để giúp cho các trường học lo cho tất cả về vấn đề vệ sinh vân vân và vân vân khi mà họ mở cửa trường học trở lại. Rõ ràng là như vậy. Thành ra là thưa với anh Đỗ Dũng, quả thật điều đó là đúng. Tôi không nghĩ rằng là cái đó nó không ảnh hưởng, nó chưa ảnh hưởng gì đến cái cuộc tranh cử của Tổng thống Donald Trump cả. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta nhìn thấy ít nhiều là cái chuyện như anh nói, là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, nó có, và có ngay tại thủ đô Washington. Người ta nói chuyện với ông Mike Pence, người ta thấy là ông Mike Pence có thực tế hơn, ít nhất là thực tế hơn. Ông Mike Pence sẵn sàng thảo luận với họ và đi tìm một cái giải pháp để mà giải quyết vấn đề, hơn là họ phải nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Không phải chỉ có các vị thống đốc, xin phép được nhắc lại, không phải chỉ có các vị thống đốc, mà ngay các đồng minh chính trị của Tổng thống Hoa Kỳ ở Donald Trump ở tại Thượng viện, tức là Thượng viện Cộng hòa, họ cũng làm như vậy, thưa anh Đỗ Dũng. Vâng, thưa anh, vừa rồi anh có nhắc đến cái chuyện là trong cái gói kích cầu kinh tế có hỗ trợ trường học đó, và tôi cũng được biết là ngày hôm nay khi Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đó nói chuyện với bên tòa Hạch Ốc, ông cũng nhấn mạnh đến cái chuyện là phải có tiền để mà gia tăng xét nghiệm. Ông nói là phải có xét nghiệm mới biết ở đâu bị bệnh này kia, mới là mình chuẩn bị mở cửa nền kinh tế được. Và cái này thì bên tòa Bạch Ốc lại không chịu, Tổng thống Trump không chịu, ông lại ông muốn giảm thuế sổ lương cơ. Thì thưa anh, ngay trong cái chuyện này nó cũng có nữa, thì thưa anh, nếu mà trong những ngày tới cái gói kích cầu kinh tế nó ra, mà nếu Tổng thống Donald Trump không chịu cái điều khoản này, trong khi Mitch McConnell thì muốn có điều khoản này, thì như vậy nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc bầu cử của các vị thượng nghị sĩ trong cái kỳ ngày 3 tháng 1 này không? Bởi vì có vẻ như bây giờ là ông Trump, ông hình như là ông đi solo, ông lo cái cuộc tranh cử của ông Trump, và cái đó có thể làm cho một số thượng nghị sĩ Cộng hòa, mà kỳ này anh biết rồi đó, là 35 người ra ứng cử, có tới 23 người Cộng hòa, họ sẽ né chuyện này, bởi vì họ không thể đi vận động với ông mà không đeo khẩu trang, ông này đeo khẩu trang. Mà ngay cả cái ông thống đốc Asa Hutchinson của Arkansas bảo là: ê Tổng thống, nếu mà ông đến tiểu bang tôi vận động tranh cử là tôi bắt mọi người phải đeo khẩu trang hết. Thì cái này nó có làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử mà thượng viện của bên Cộng hòa hay không?
chưa kể là ông Trump, nếu ý tôi muốn nói là nếu mà ông Trump mà đeo khẩu trang thì hai bên nó cùng phù hợp như vậy thì có thể là bên Dân Chủ họ không chỉ trích được. Bây giờ như vậy thì có vẻ như là bên Thượng viện và Cộng Hòa phải lo mình ơn, hồn ai nó giữ. Anh nghĩ sao chuyện này? tôi không nghĩ rằng là cái chuyện cuối cùng nó sẽ căng thẳng đến mức độ mà hồn ai nấy giữ, nhưng mà tôi tin chắc chắn rằng là họ sẽ làm áp lực với lại Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Họ làm áp lực dưới nhiều hình thức khác nhau, kể cả áp lực với chính ông Trump, áp lực với Tòa Bạch Ốc, cũng như là áp lực với lại Ủy ban vận động tranh cử của ông, để họ đi tìm một cái biện pháp chung. Cái biện pháp đó để làm sao mà không ngượng mặt cho Tổng thống và đồng thời cũng không ngượng mặt cho các chính trị gia thuộc Đảng Cộng Hòa ở tại Washington DC, ý tôi muốn nói là các vị thượng nghị sĩ và kể cả những vị thống đốc ở nhiều tiểu bang khác nhau. Nên nhớ rằng là cái chuyện Tổng thống và đồng minh chính trị không hài lòng với nhau ở điểm này điểm khác thì cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Riêng ở trong cái trường hợp này thì nó đặc biệt hơn. Nó đặc biệt là bởi vì chúng ta vẫn còn đang ở giữa cái mùa đại dịch coronavirus COVID-19. Thành ra là chuyện nào nó cũng trở thành nó bùng nổ lớn hơn một tí xíu. Chuyện nào nó cũng mang tính cách chính trị vân vân và vân vân. Nhưng mà rồi cuối cùng đã đến lúc, tôi tin rằng là đã đến lúc mà Tổng thống Hoa Kỳ phải lắng nghe ý kiến của những đồng minh của ông. Đây là những người ngày xưa thì ông mắng các vị kia là vị dân chủ. Dân chủ làm thế này, dân chủ làm thế kia. Bây giờ ông không thể chê trách được là đây là Cộng Hòa. Những người đã hỗ trợ ông ngay từ bước đầu khi mà ông đặt chân vào Tòa Bạch Ốc cho đến giờ. Tôi nghĩ họ sẽ làm được cái điều đó. Cũng như là họ đã từng làm những cái việc mà trước đây khi gặp khó khăn với lại Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở 2 năm đầu tiên. Cuối cùng họ cũng giải quyết xong. Tôi chưa rõ lần này thì họ sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng mà tôi tin chắc chắn là họ sẽ giải quyết xong, thưa anh Đỗ Dũng. Có một chi tiết khá là thú vị là ông Mike Pence bây giờ trong vấn đề COVID-19 coi như là các vị chính trị gia bên Cộng Hòa này nói chuyện với ông, không nói chuyện với ông Trump. Thì có vẻ như là ông là bây giờ in charge, coi như chỉ huy cái chuyện này. Ông Trump là coi như ông ở cánh khác rồi, cánh là no COVID-19. Còn ông Mike Pence là cánh là yes COVID-19, ai hiểu không? Thì có những cái tin đồn là này kia vào cái ngày bầu cử, có thể nào ông Mike Pence tách ra hay không, hay là dẫn đến cái chuyện mà có thể ông Trump cuối cùng là bảo sao anh đi ngược đường với tôi, tôi chọn người khác. Và bây giờ có nhiều tin đồn có khi là ông Trump biết đâu chọn cô Ivanka Trump vào làm ứng cử viên phó tổng thống. Anh nghĩ sao cái tin đồn này? Hey, why not? Tôi thưa với anh Đỗ Dũng, why not? Điều đó là tôi hiểu. Thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Người Việt TV, trong ở nước Mỹ thì là tổng thống có quyền mời ông phó tổng thống đi chỗ khác chơi bất cứ lúc nào. Đúng cái vậy. Điều đó là cái điều rất là rõ ràng. Có thể là hôm nay ông còn làm phó tổng thống cho tôi, ngày mai là ông rời khỏi Tòa Bạch Ốc và tôi sẽ chọn một người khác thay thế cho ông. Nhưng mà cái trường hợp của ông Mike Pence là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Đừng quên rằng là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cần ông Mike Pence ở nhiệm kỳ đầu tiên, cần ông Mike Pence ở cuộc bầu cử 2016. Ông sẽ tiếp tục cần ông Mike Pence ở nhiệm kỳ thứ nhì, cần sự hiện diện của ông Mike Pence ở cuộc bầu cử 2020. Cái điều đó là mọi người ai cũng thấy rõ ràng cả. Tôi nhìn thấy rằng là khi mà ngay cả với lại những vị thống đốc của các tiểu bang khác, tức là những tiểu bang không thuộc Đảng Cộng Hòa, thì anh Đỗ Dũng thấy là khi ông Trump lên tiếng chỉ trích họ xong xuôi, cái người được chọn để làm giảng hòa là ai? Là ông Mike Pence. Thành ra ông Mike Pence cũng làm tròn cái vai trò của ông. Và tôi nghĩ rằng là không có một cái lý do gì để mà ông Trump quyết định chọn một người khác. Và tôi cũng chẳng thấy có một lý do gì để mà ông Trump lại chọn cô con gái xinh đẹp của ông là cô Ivanka đứng phó. Tôi không tin những cái điều đó xảy ra. Thú thật với anh Đỗ Dũng là như vậy. Hồi chiều ngày hôm nay thì có những cái lời đồn đãi bảo rằng là có thể là đến cái ngày đại hội đảng người ta không chọn ông Trump. Tôi nghĩ cái đó give me a break. Chuyện đó không bao giờ xảy ra cả. Bây giờ chúng ta đang có một liên danh Cộng Hòa, liên danh Trump Pence rõ ràng là như vậy. Bên đảng Dân Chủ thì chúng ta có Biden và trong vòng khoảng một tuần lễ hoặc 10 ngày nữa thì chúng ta sẽ biết ai là người đứng phó cho ông phó tổng thống Hoa Kỳ. Joseph Biden, thưa anh Đỗ Dũng. Tôi định hỏi anh câu nữa mà hết giờ rồi, nhưng mà tôi xin đưa ra cho anh một cái gọi là dự đoán tôi như này mà tôi khoái nhất là nếu mà ông Trump chọn là cô Ivanka Trump á, thì bên ông Biden sẽ chọn ông con trai là Biden luôn, thì sẽ có hai liên danh Trump Trump và Đần Đần.
anh nghĩ sao? À, biết đâu được. Cái đó là vui vô cùng đúng không? Đúng không? Cái đó sẽ vui vô cùng mà who knows. Ê, luật bầu cử không cấm làm chuyện đó đúng không? Dạ vâng, vui thì là có vui nhưng mà chuyện đó là chuyện không thể xảy ra được thưa anh Đỗ Dũng. Đừng quên anh Khanh, anh Khanh lại chê cô Ivanka. Không, tôi không dám chê, nhưng mà thưa với anh, khi mà người ta chọn một người đứng phó, tức là người ta nhìn ở trong cái thế địa chính trị, tức là ở những cái tiểu bang nào mà người đứng phó có thể giúp cho được mà để lấy lá phiếu, thì lúc đó họ mới cần thiết đến người đứng phó như vậy. Chứ còn không thì hai người đứng cùng một gia đình, ông bố với ông con, rồi là ông bố với lại cô con gái. Cái câu chuyện là thưa anh, chuyện đó nghe thấy thì vui thật đấy, nhưng mà thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị thính giả, no way Jose, sẽ không bao giờ xảy ra cả. Đó là nhận xét của tôi thưa với bạn Đỗ Dũng. Trước khi chấm dứt chương trình, tôi phải cho anh coi cái hình này. Người ta đưa hình ông Trump với lại cô Ivanka Trump ôm nhau trong tòa ốc, người ta gọi là một powerful picture. Tôi cảnh báo cho anh biết như thế, chưa thể biết được chuyện gì xảy ra. Cảm ơn anh Khanh rất nhiều đến với chương trình hôm nay, và cảm ơn khán giả Người Việt TV. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Dạ vâng, xin được cảm ơn Đỗ Dũng và cũng xin được cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Người Việt TV.